Xin chào các bạn, mình là Toto. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của bộ phim khoa học viễn tưởng Mê Cung Chuyển Động. Tòa thẩm phán đang cháy, trong đấm cho một người mẹ tuyệt vọng đi qua đám đông. Người mẹ vội vàng đưa con trai yêu quý của mình tên Thomas di chuyển tới khu vực cấm với an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Nơi đây có rất nhiều những đứa trẻ giống như Thomas. Cùng với sự xuất hiện của Peggy, âm thanh của Sinee đã thức tỉnh được Thomas từ trong giấc mơ. Những người du hành cũng lập tức được đưa xuống máy bay trực thăng. Nhưng trên những đồi cát trong đêm tối, những tên sát sống nhiễm virus Flare đã bắt đầu tấn công cứ điểm thép trước mặt họ. Cùng với sự yểm trợ của đoàn vệ binh, mọi người nhanh chóng tiến vào cứ điểm quan trọng và mọi người đã gặp được người phụ trách trong đó, Jason. Jason luôn là kẻ thù của tổ chức do Peggy dẫn dắt lãnh đạo. Anh ta hứa sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn tránh được nguy hiểm. Mặc dù một cuộc sống mới đang ở phía trước và Jason cũng thể hiện thiện chí của mình không chỉ một lần, nhưng Thomas vẫn không dám chủ quan. Và trong lúc ăn cơm, Thomas phát hiện ở đây có rất nhiều thanh niên. Hóa ra nơi gọi là mê cung ấy không chỉ có một cái. Những người thanh niên này đều là những số phận may mắn được Jason cứu ra. Bọn họ phần lớn chỉ đến có 2 ngày, chỉ có Ari đang ngồi bên cạnh là đã ở đây được một mình. Nhưng Jason mỗi ngày sẽ chọn ra vài người, sau đó đưa họ đến một nơi gọi là nông trường an toàn. Nhưng lúc này Thomas phát hiện ra một mình Aisa đã bị đưa đi. Anh ấy lo lắng lập tức đuổi theo, nhưng kết quả lại bị bảo vệ chặn lại. Đêm hôm đó, Thomas trằn trọc mãi không ngủ, nhưng lúc đó anh lại phát hiện ra âm thanh lạ phía dưới giường. Hóa ra là Ari lợi dụng đường ống thông gió để tìm kiếm đến phòng của Thomas. Dưới sự chỉ dẫn của Ari, Thomas đến được cửa ống thông gió. Anh ấy lúc phát hiện những cô gái buổi sáng được chọn thật sự không hề được rời đi mà họ bị bọc trong một cái túi, và sau đó bị đám người kia kéo vào trong một căn phòng mật. Trong rất nhiều người như thế, Ari chỉ nói với Thomas, vì chỉ có Thomas vẫn cảnh giác với họ, cho nên anh ấy mới hy vọng có thể cùng Thomas đi tìm hiểu chân tướng thực sự. Ngày hôm sau, Thomas nói cho những người bạn của mình về sự việc tối hôm qua mình đã phát hiện ra. Thomas liền thông qua việc gây lộn với bảo vệ, anh nhanh chóng nhân cơ hội lấy cắp chiếc thẻ bảo vệ. Sau khi màn đêm đến, Thomas dặn dò các bạn đồng hành nhiệm vụ cho thật tốt. Sau đó anh ấy sẽ lén tận dụng ống thông gió để di chuyển ra ký túc xá. Tiếp theo sẽ cùng Ari đột nhập vào phòng thí nghiệm bí mật kia. Trong căn phòng thí nghiệm đó, hai người họ nhìn thấy những con quái vật trong mê cung đang được nuôi. Nhưng điều càng khiến họ kinh ngạc hơn đó chính là những thanh niên được chọn kia đều bị treo trên những dụng cụ thí nghiệm hóa học. Các dụng cụ thí nghiệm này dường như đang tinh chiết một loại thuốc. Nhưng khi hai người họ đang quan sát, Jason đột nhiên dẫn người vào phòng thí nghiệm. Sau đó Thomas và Ari vội vàng trốn đi, nhưng họ lại biết được một bí mật lớn hơn. Hóa ra Peggy không hề chết, bà ta đang ra lệnh cho Jason tiếp tục thực hiện nghiên cứu phần kế tiếp của bộ phận thí nghiệm và yêu cầu Jason phải thu thập hết tất cả những đối tượng thí nghiệm. Thomas nghe xong liền nhanh chóng trở về ký túc xá, sau đó nói cho các bạn đồng hành của mình về việc đó. Khi Jason vội kéo người đến, vài người đã kịp chạy thoát, vậy nên Jason đã nhanh chóng đóng căn cứ lại và bắt đầu tiến hành đuổi bắt Thomas và những người khác. Phía khác, những người thành công chạy trốn, họ uy hiếp một tên bác sĩ. Sau đó cứu Aisa đang bị hôn mê ra khỏi đó và mọi người cùng nhau thoát khỏi căn cứ thép này. Nhưng trước mặt họ chỉ là cát vàng trên bầu trời đang đợi họ trong bóng tối. Vì muốn thoát khỏi đội quân đang đuổi bắt ở phía sau của Jason, bọn họ nghe theo lời chỉ dẫn của Aisa, sau đó đi vào một chợ trung tâm thương mại đã cũ nát đã bị chìm ngập trong cát vàng. Nhưng khi họ đang thu nhặt vật dụng trong trung tâm thương mại, Sinee vô tình đã khởi động chiếc công tắc tổng của một công tắc nguồn điện. Tiếng động đó và cùng với ánh sáng đã làm cho những con sát sống đang ngủ tỉnh dậy. Thomas cùng Sinee vội vàng chạy, một chút cũng không dám dừng lại nghỉ. Sau đó họ vội vàng giục những người đang thu nhặt đồ đạc mau chóng rời đi. Nhưng trong quá trình chạy trốn, Winston vì muốn yểm trợ mọi người mà bị sát sống bắt được làm cho bị thương. Điều may mắn đó là những người khác vẫn thuận lợi chạy trốn được sự đuổi giết của sát sống và họ đã thành công vượt qua được một đêm. Hơn nữa, thông qua cuộc trò chuyện giữa Jason và Peggy mà họ đã nghe lén được, Thomas được biết ở vùng núi phía xa kia có một nơi gọi là tổ chức cán bộ và đó cũng chính là kẻ thù của bộ phận thí nghiệm, cho nên mọi người quyết định sẽ đi tới vùng núi đó để đi tìm sự giúp đỡ. Nhưng do Winston bị thương nặng nên bị ngất nên mọi người liền kéo anh ấy qua thành phố hoang vắng một cách vô cùng khó khăn. Nhưng môi trường khắc và một bầu trời toàn cát vàng nên đi không được bao lâu họ phải dừng lại nghỉ ngơi. Trong lúc nghỉ ngơi, Aisa nói với Thomas, cô ấy đã hồi phục được toàn bộ ký ức của mình. Hơn nữa sự thật cũng càng phức tạp hơn so với tưởng tượng của Thomas. Thomas vốn muốn hỏi rõ về sự thật nhưng lúc này Winston đột nhiên xảy ra biến dị. Mọi người lúc này mới phát hiện trong mê cung vẫn còn một người bình thường không thể miễn dịch với virus, và ý nghĩa về sự tồn tại của những người này đó chính tìm để cho nhân viên nghiên cứu tìm ra được sự khác biệt giữa người miễn dịch và những người không. Trước mắt nhìn thấy Winston sắp bị biến thành xác sống, Newt liền đưa khẩu súng cho anh ấy. Sau đó những người khác tiếp tục lên đường và đêm hôm sau họ nhìn thấy ánh điện sáng từ phía xa kia. Nhưng lúc này sấm chớp đột nhiên xuất hiện, mọi người đều không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ có thể vội vàng chạy về phía nơi có ánh sáng kia. Nhưng nơi đón họ không phải là một bến tàu ấm áp mà là một tổ chức tị nạn do Pe đứng đầu. Pe vốn muốn dùng những thanh niên này để đổi lấy vé đi đến tổ chức Generous, nhưng kẻ phản bội trong đám dân tị nạn lại lén báo cáo tình hình cho Jason biết. Pe nhìn thấy tình nguy cấp trước mắt nên liền chuẩn bị đưa Thomas và những người khác rời đi, nhưng cô con gái nuôi Brenda của Jason lại không đi cùng. Thomas thấy vậy liền vội vàng giục cô gái. Kết quả hai người họ lại bị đội quân hậu vệ của Jason chặn lại trong nhà kho cũ. Mặc dù thuốc nổ mà Pe cài ở đó nhanh chóng xử lý được toàn bộ kẻ địch, nhưng Thomas và Brenda cũng đang bị kẹt ở dưới hầm nhà kho, vậy nên hai người họ chỉ còn cách di chuyển theo đường cống vô cùng tối và sâu để rời đi. Ở đó hai người họ nhìn thấy được loại cây quái vật. Loại cây này mọc bám kín tường, nó giống như cây dây leo chết chóc kỳ quái, nhưng bên trong đám dây leo kỳ quái đó lại tồn tại một sinh mạng. Không lâu sau, những tên sát sống phát hiện ra Thomas và Brenda. Những con sát sống khát máu và đói ăn chúng coi hai người họ là mục tiêu để tấn công. Men theo đường ánh sáng, Thomas và Brenda chạy bạt mạng về phía trước, nhưng phía cuối ánh sáng kia lại là một vực thẳm, không còn cách nào khác, họ chỉ có thể men theo những vách đá gập ghềnh tiếp tục leo qua. Nhưng trong lúc hoảng loạn, Brenda lại bị trượt chân xuống tấm kính của tòa nhà cao chọc trời rồi bị lơ lửng trên đó. Điều đáng sợ hơn đó chính là con sát sống đuổi đến cũng rơi xuống đó. Tiếp theo cũng may là Thomas đã nhanh chóng đập vỡ tấm kính và kịp bắt được Brenda. Lúc này Brenda mới thoát được cái chết, nhưng trong trận chiến đấu vừa xảy ra, Brenda cũng bị con sát sống cắn bị thương. Trước khi Brenda bị chuyển biến, hai người họ chỉ có thể đến điểm tập trung mà Pe đã bàn đến trước đó, nhưng hai người họ không hề tìm thấy Pe và những người khác ở điểm tập trung. Hai người họ lại nghe theo những lời nói dối của ông chủ quán bar và uống một loại chất kích thích ảo giác không rõ thành phần. Và khi Thomas một lần nữa tỉnh dậy, anh ấy nhìn thấy Aisa và Sinee. Sau đó, ông chủ quán bar kia lại bị Pe tra tấn. Hóa ra ông chủ quán bar đó luôn lợi dụng những chất kích thích ảo giác kia để giúp đỡ cho tên Jason bắt những thanh niên miễn dịch với virus, do hắn đã từng biết về sự mất tích của tổ chức cán bộ và sau đó Pe đã đe dọa rồi biết được vị trí cơ bản của tổ chức đó. Tiếp theo, Pe lái xe đưa mọi người di chuyển đến đó. Ở một con đường nhỏ bên sườn dốc, bọn họ gặp phải mai phục và những người tấn công họ chính là những thành viên của tổ chức cán bộ. May mắn thay, trong hai người họ đồng nghiệp của Aria trong mê cung và cuối cùng hiểu nhầm cũng được giải quyết. Nhưng sau khi họ đến căn cứ của tổ chức cán bộ này, Brenda lại bắt đầu phát sinh biến dị. Người phụ trách Vince thấy vậy định chuẩn bị giết cô ấy, Thomas vội vàng ra mặt ngăn lại. Còn lúc này, bác sĩ của tổ chức này bước ra, cô ấy nhìn lướt qua là nhận ra được Thomas.
do Thomas chưa thật sự hoàn toàn hồi phục trí nhớ nên anh ấy không hề có chút ấn tượng nào với cô bác sĩ ạ. Nhưng cô bác sĩ lại nói với mọi người, năm đó may mắn nhờ sự giúp đỡ của Thomas, họ mới có thể xây dựng lên tổ chức này. Tiếp theo cô bác sĩ liền chuẩn bị đưa thuốc giải vào cơ thể của Brenda. Lúc này Thomas cũng biết được bởi vì sự lây lan của virus nên là người gần như đã bị tuyệt chủng dưới sự gội rửa của cơn bão mặt trời. Nhưng cùng với sự tiến hóa trong bộ não của những đứa trẻ trong thế hệ thời đại của Thomas, trên thực tế bắt nguồn từ một loại enzyme này có thể ngăn chặn được sự lây lan của virus, nhưng nó chỉ có thể tinh chế từ trong máu của thanh niên, cho nên Peggy mới quyết định hy sinh những thanh niên của họ để đi hợp thành thứ được gọi là thuốc giải. Cách làm tàn nhẫn độc ác này dẫn đến sự phản kháng kịch liệt của Thomas, cho nên anh đã đi ngược lại với tổ chức, đã lén lút giúp đỡ cho bác sĩ rất nhiều. Sau khi tiêm thuốc giải cho Brenda, bác sĩ còn nói với Thomas, thuốc giải này chỉ có thể duy trì được vài tháng, nếu muốn giữ mạng sống thì từ giờ trở đi Brenda không được dừng thuốc. Sau đó, Thomas nhìn thấy Aisa đang đứng trên phía cao kia và anh muốn hỏi chuyện cô, nhưng kết quả lại phát hiện Aisa đã thông báo cho Jason. Nhìn thấy phía trước là máy bay trực thăng xuất hiện, Thomas vội vàng xuống núi thông báo cho mọi người, nhưng chưa kịp đến khu vực căn cứ, những thành quả của tổ chức cán bộ trong nhiều năm qua đều cháy trong biển lửa rồi tàn thành tro bụi. Tiếp theo những binh sĩ lại lập tức bắt đầu thực thi mệnh lệnh đuổi bắt thanh niên trong phòng thí nghiệm, không dễ dàng gì có thể chạy thoát, nhưng lại một lần nữa bị rơi vào tay của kẻ thù. Nhìn trước mắt là tình thế nguy cấp, Thomas liền bảo với Peggy hãy đưa con gái là Brenda rời đi trước. Bản thân Thomas lại chuẩn bị liều mạng chiến đấu, và cùng với tiếng ồn của máy bay vận chuyển vang lên, Peggy cũng xuất hiện trong khu vực căn cứ xung quanh là đống tro tàn. Jason liền kính cẩn lễ phép với bà ta và báo cáo kỹ càng về thành quả lần này. Lúc này Aisa vẫn cho rằng bản thân là người đang cứu vãn thế giới mới, nhưng Thomas đang hiểu rằng Aisa từ sớm đã trở thành con rối bị kẻ thù tẩy não. Nhưng khi đối diện với Peggy vô cảm và lạnh lùng gian ác, cô bác sĩ đã dũng cảm lên án những hành động vô nhân đạo của bộ phận thí nghiệm, nhưng cô ấy lại bị tên Jason nổ súng tấn công. Sau đó, cái chết của cô bác sĩ đã khiến cho Thomas vô cùng căm phẫn. Anh ấy cũng lập tức lấy ra thuốc nổ chuẩn bị tiễn đưa những tên kẻ thù dã tâm tàn ác kia cùng chết. Và Sinee cùng những người khác vẫn kiên trì đứng vững bên cạnh anh ấy. Khi hai bên đang đối mặt với nhau, tay đột nhiên điều khiển chiếc xe lại lao tới và làm cho chiếc máy bay trực bay bị nổ tung. Điều này đã làm náo loạn trật tự của kẻ địch. Sau đó, những người bị giam giữ cũng lập tức cùng đội cảnh vệ chiến đấu hợp thành một đội. Trong lúc hoảng loạn, Jason đã tấn công Thomas ngã gục. Khi hắn ta chuẩn bị nổ súng, Brenda từ phía xe một phát súng đã khiến cho tên Jason bỏ súng xuống. Tên Jason bị thương chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Nhưng Sinee lại không may mắn như Thomas. Anh ấy trong lúc phản kháng đã bị chúng bắt đi và cùng với những thanh niên khác họ cùng bị máy bay vận chuyển mang đi. Ngày hôm sau, những người may mắn sống sót, mọi người cùng đi thu dọn bãi chiến trường hỗn độn này. Người phụ trách tổ chức cán bộ Vince này cũng chuẩn bị kéo thêm những người bạn khác đi tìm nơi tránh nạn mới. Nhưng Thomas lúc này cũng ý thức được rằng nếu cứ chạy trốn thì mãi bị tấn công lại một cách thụ động mà thôi. Hơn nữa Sinee cũng đang bị bắt giữ và cùng với lời thề của những người đồng hành, nên Thomas cũng chủ động tấn công và thực hiện tiêu diệt tổ chức đen tối của cuộc thí nghiệm này. Và mọi người nhìn với cảnh tượng thật sự tàn tạ tan tác, người bạn đồng hành của anh muốn chết đi liền quyết định sẽ chiến đấu đến cùng với cuộc thí nghiệm kia. Ngọn lửa hy vọng mới trong khoảnh khắc này cuối cùng cũng được những thanh niên này dần dần nhóm lên. Vậy là phần review phim hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu thích video của tôi thì đừng quên theo dõi và comment xuống bên dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn.